Tết này mấy ông chắc chắn là chuẩn bị đi về quê đúng không? Còn không thì cũng cáp kèo nhau đi đây đi đó, là đi du lịch Đà Lạt nè, đúng không? Trời ơi biết thừa. Nhưng mà đi chơi soạn đồ có kỹ cỡ nào cũng không có được quên đem theo pin sạc dự phòng nha. Không có là coi như toang, chơi bởi gì nữa. Tưởng tượng nổi cái cảnh mà hoàng hôn Đà Lạt định dơ điện thoại lên chụp cái hết pin. Bởi vậy, tôi ở đây để giúp mấy ông mấy bà nè. Ở đây tôi có top 5 sạc dự phòng mà mấy ông mấy bà chắc chắn phải sắm nha. Ok, không nói nhiều nữa, vào video. Minh Tuấn Mobile, đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam. Trước khi mà đi sâu vào từng loại từng em có công suất như thế nào hay là tiện lợi đến đâu á, thì tôi sẽ sơ lược trước về ngoại hình của từng em ha. Để mà dễ tôi hơn á, thì tôi sẽ chia làm 2 team. Một team á là 20.000 mAh, còn team bên đây sẽ là 10.000 mAh. Rồi, mấy em có thấy điểm chung của những em pin sạc dự phòng 10.000 mAh là gì không? Đó chính là em nào cũng nhỏ gọn và nhiều màu sắc. Nhưng mà đối với những ông nào mà thích những cái cục pin mà nó đơn sắc đơn giản thôi á, thì cũng đáp ứng được luôn. Thiết kế cái điểm chung là đều là cạnh vuông nhưng mà được bo cong hẳn hoi, nhìn vừa hiện đại vừa sang mà còn trẻ trung nữa. Mấy em nhỏ nhỏ này nhìn vậy thôi chứ mang theo đi du lịch hay đi học đi làm là tiện lắm luôn, tại vì nhỏ gọn cũng không có quá nặng nữa. Điển hình như là em InnerStyle PowerMax Dual 201 này nè, vừa có cổng sạc MagSafe, vừa có cổng Type-C, vừa có cổng USB-A, rất là tiện lợi luôn, mình chỉ cần hít vô rồi sạc thôi. Còn ai mà thích kiểu vừa nhỏ gọn vừa đẹp mà phải có dây nhưng mà không có được lằng ngoằng thì em Mazer Super Mini Pocket này là hợp nha. Đảm bảo được các tiêu chí trên: an toàn, nhỏ gọn, kiểu dáng thì đẹp mà có tích hợp sẵn dây sạc tiện lợi luôn. Cái này á thì hợp cho mấy ông nào não cá vàng hay quên mang dây sạc này kia thì hợp nhất rồi, còn gì nữa. Còn nếu như gu của mấy ông không phải là những cái sợi dây ngắn ngắn đôi lúc sẽ gây cản trở như thế này á, thì có luôn em Basic từ nhà Vmax, rổ giá thì lại rẻ nhất họ nhưng mà công suất á thì ngang bằng. Em này á thì sẽ có thiết kế dài và to hơn nhưng mà bù lại thì cổng kính nó của em là tới 3 cổng lận. Ok, và đó là thiết kế của mấy em bé 10.000 mAh. Còn hai em team 20.000 mAh thì sao? Mấy em này á sẽ có điểm chung về thiết kế chính là to và chỉ có màu đen basic duy nhất thôi. Kiểu này á thì thích hợp với những ông nào mà gu tối giản nè, không thích màu sắc lè lẹt nhưng mà phải đảm bảo rằng là có nhiều cổng kết nối để có thể sạc đa thiết bị. Chẳng hạn như là em pin sạc dự phòng của Energizer mã UE20058BK này có tận 3 cổng để sử dụng dây sạc nè, 2 cổng USB-A và 1 cổng Type-C. Em còn lại là pin sạc dự phòng của InnoStyle mã PowerMax EB20KBD có tận 3 cổng kết nối giống như Energizer luôn. Còn về cái điểm khác nhau giữa hai em này á thì một lát nữa tôi sẽ nói kỹ hơn ha. Em Energizer này á thì có thêm một cái màn hình LED tiện theo dõi phần trăm pin còn lại của pin, còn em InnoStyle thì không có, hơi tiếc ha. Mặc dù công suất sạc tối đa của InnoStyle lại cao hơn, cụ thể là 20W, còn Energizer thì có công suất tối đa là 10.5W thôi. Rồi, còn để nói về ưu điểm của cả năm em này thì có thể là cái video này xem tới Tết Nguyên Đán còn chưa hết, cho nên là tôi sẽ chọn ra một em tiêu biểu nhất. À, hai em đi ha. Đầu tiên đó chính là em InnoStyle PowerMax Dual 2.1 này. Thứ nhất là em này nhỏ gọn, mang theo thì không có chiếm quá nhiều diện tích, có nhiều màu sắc trendy nữa. Nhỏ như vậy thôi nhưng mà có thể sạc tối đa lên đến 4 thiết bị bao gồm cả sạc không dây MagSafe ha. Cả hai cổng output đầu ra đều là Type-C, hỗ trợ sạc nhanh và đạt chuẩn PD nên là yên tâm là sử dụng em này với là cái dòng iPhone, iPad, Apple Watch á là chuẩn bài. Tôi cũng đã có video review chi tiết em này, nếu như mà ai chưa xem hay là muốn xem lại cho kỹ hơn á thì ấn vô đây nha. Còn về team 20.000 mAh á thì tôi sẽ chọn em InnoStyle PowerMax. Em này thì cũng có video review chi tiết của chị Lucy luôn, mọi người muốn xem thì ứng qua đây. Em này thì được cái công suất đầu ra tối đa là 20W, sạc nhanh chuẩn pin đi luôn, không có MagSafe hay là sạc không dây nhưng mà dung lượng pin thì nhiều hơn. Còn về cái điểm chưa ưng thì tôi thích kiểu mà có sẵn dây sạc như của Mazer hơn, tại vì tôi hay quên lắm. Nếu như mà có thêm dây sạc thì mình sẽ sạc được thêm đa thiết bị. Còn em InnoStyle PowerMax này thì em không có màn hình LED để check được phần trăm pin còn lại, mặc dù em Energizer rẻ hơn thì lại có. Đúng là được cái này thì mất cái kia, nhưng mà thôi không sao, Tết này vi vu muôn nơi mà không lo hết hơi nhờ có top 5 pin sạc dự phòng của tôi. Điểm lại xương xương cho mấy ông dễ dàng lựa chọn như là ghi nhớ từng cái đặc điểm của mấy em này ha. InnoStyle PowerMax Dual 2.1 có khả năng sạc không dây MagSafe, sạc cho Apple Watch và AirPods, sở hữu 2 cổng sạc Type-C. Mazer Super Mini Pocket có tích hợp sẵn 2 dây sạc Type-C và Lightning, màn hình LED hiển thị phần trăm pin nè, có thêm cổng USB-A và Type-C nữa, tăng khả năng sạc tối đa lên là 4 thiết bị. Vmax giá rẻ nhất trong dàn hậu cung này, có 2 cổng output gồm USB-A và Type-C, rẻ nhưng mà có luôn màn hình LED hẳn hòi nha. InnoStyle PowerMax 2 cổng USB-A và 1 cổng Type-C. Cuối cùng là Energizer với 2 cổng output USB-A và 1 cổng Type-C. Tổng kết lại, mấy ông đợt này đi chơi Tết thì cũng đừng có quên sắm ngay một em pin sạc dự phòng nằm trong top 5 hôm nay mà tôi chia sẻ nha. Tết này cứ lâu vi vu, còn pin thì để pin sạc dự phòng bán ở Minh Tuấn Mobile lo ha. Đi chơi thì cũng đừng quên like, share và subscribe cho YouTube của Minh Tuấn Mobile nha. Mình là Yud, bye bye.